Là thí sinh đến với cuộc thi hướng dẫn viên giỏi thành phố Hồ Chí Minh mở rộng 2016 và được khán giả đánh giá rất cao. Tú thấy là trong cái phần trình bày của ngày hôm nay, em có hài lòng về sự trình bày đó không? Thì thật sự để có được một cái phần thi trọn vẹn như ngày hôm nay, chính bản thân Tú cũng rất là hài lòng về phần thi của mình. Thì Thanh Tú đã có sự chuẩn bị hơn 2 tháng từ khi mà trước khi cuộc thi phát động, Thanh Tú đã có một cái mong muốn là đến với cuộc thi, và đến cuộc thi thì Thanh Tú đã dồn hết cái tâm huyết của mình, và chính vì thế hôm nay Thanh Tú đã rất là hài lòng với phần thi của mình. Rồi. Thanh Tú thấy rất là thích và rất là phấn khích. Rồi, qua cái cuộc thi có giúp cho Tú trong nghề nghiệp của mình trong thời gian sắp tới hay không? Thật sự mà nói, cuộc thi này đã làm cho Thanh Tú cảm thấy là cái lửa nghề trong mình nó đang rất là bình thường, và Thanh Tú cái lượng kiến thức và cái lượng mà thông tin và những cái kỹ năng mà Tú tích góp được trong cuộc thi này nó gấp và Thanh Tú có thể nghĩ là bằng gấp khoảng 5-6 năm nay mà Thanh Tú đã tự tích lũy trong quá trình đi tour. Thì chỉ trong một cuộc thi khoảng 3 tháng mà Thanh Tú đã có được một cái lượng kiến thức và những cái kỹ năng mà rất là nhiều như vậy. Thật sự nó rất là hữu ích trong nghề, và giống như bây giờ là Thanh Tú cảm thấy là những cái tour nào Thanh Tú cũng muốn đi hết. Thanh Tú rất là tự tin là tất cả ba miền Bắc Trung Nam Thanh Tú cũng đều muốn đi, và bây giờ những cái bài thuyết minh của Tú chắc chắn sẽ hay hơn, sẽ phong phú hơn rất là nhiều. Là hướng dẫn viên chuyên nghiệp, em gửi gắm những cái điều gì cho các bạn thí sinh bảng C, thí sinh sinh viên triển vọng? Để mình gọi là tư vấn thì cũng không dám, nhưng mà Thanh Tú chỉ mong sao các bạn thí sinh bảng C sẽ hết sức bình tĩnh và sẽ học hỏi những cái phần thi trước của những thí sinh bảng A, bảng B như Thanh Tú, để tự tin để có được những cái phần thi nó trọn vẹn và những cái câu trả lời nó thật sự là phù hợp với ban tổ chức, và thể hiện được cái sự nhiệt huyết trong cái nghề mình đang theo học. Thì đó là cái mấu chốt mà để các bạn có thể thành công được ở trong thi đấu ở bảng C. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa lễ trao giải sẽ diễn ra. Tú suy nghĩ như thế nào về đêm trao giải ngày hôm nay? Thật sự là bây giờ Thanh Tú đang rất là háo hức, và Thanh Tú đang chỉ đợi thời gian trôi qua thật nhanh để cái đêm trao giải đến, mà Thanh Tú chỉ mong ước làm sao và Thanh Tú và sẽ đạt được và cũng như các bạn thí sinh khác với cái sự cố gắng của mình sẽ đạt được những cái kết quả mà giống như mình mong muốn. Rồi, hy vọng với sự trình bày xuất sắc trong phần thi ngày hôm nay, Tú sẽ đạt được những danh hiệu cao của cuộc thi, và bao trùm lên hết tất cả đó là sự trải lòng, sự chia sẻ những kinh nghiệm của mình, và đặc biệt là lĩnh hội được những cái kiến thức để nghề nghiệp của mình sắp tới vững chắc hơn. Đó là ý nghĩa lớn nhất của cuộc thi, và qua đây cũng quảng bá được cái hình ảnh một cái nghề nghiệp làm hướng dẫn viên du lịch rất ý nghĩa, đóng góp cho ngành kinh tế của thành phố nói riêng và của cả nước Việt Nam. Chúc Tú tối nay sẽ đăng quang trong lễ trao giải nhé. Ok, cảm ơn em. Quê em ở giữa hai đèo, đói no ấm no khi thoảng, đói nghèo quanh năm. Thưa quý vị, Thanh Tú xin được chào đón quý vị đến với vùng đất Phú Yên, vùng đất ở miền duyên hải Nam Trung Bộ, tỉnh Phú Yên với trung tâm là thành phố Tuy Hòa, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 550 km. Từ thành phố Hồ Chí Minh, quý vị có thể mất khoảng 1 giờ bay để đến với sân bay Tuy Hòa. Sau đó, Thanh Tú sẽ được mời quý vị cùng Thanh Tú khám phá vùng đất Phú Yên xinh đẹp. Nơi đây có biển, có trời, có nắng gió, cùng với những công trình kiến trúc vô cùng ấn tượng. Xin mời quý vị cùng hãy khám phá vùng đất Phú Yên. Kính thưa quý vị, điểm đầu tiên mà tất cả các du khách đều mong muốn khi đến Phú Yên tham quan để chụp ảnh, để lưu niệm là một thắng cảnh của quốc gia chúng ta, đó chính là Gành Đá Dĩa. Kính thưa quý vị, Gành Đá Dĩa đó là một tuyệt tác mà thiên nhiên đã ban tặng cho người dân Phú Yên, đã ban tặng cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Người dân Phú Yên rất tự hào khi kể rằng đến Phú Yên của tôi là có Gành Đá Dĩa đó. Đó là một cái hiện tượng tự nhiên mà núi lửa đã phun trào, đã tạo ra một cái tuyệt tác mà ngày nay người dân Phú Yên rất thích thú khi giới thiệu đến với bạn bè khắp nơi. Thưa quý vị, đến với Phú Yên còn có đó
chính là mũi điện hay còn gọi mũi đại lãnh. Đây được cho là điểm cực đông trên đất liền của lãnh thổ Việt Nam. Quý vị là một trong những người công dân Việt Nam, quý vị có thể thấy như thế nào khi chúng ta đứng ngay cái mũi địa đầu của Tổ quốc? Chúng ta sẽ cảm thấy đó là một nỗi niềm tự hào bất tận, một cái gì đó vô cùng thiêng liêng và độc đáo. Thưa quý vị, vùng đất Phú Yên còn có đó là nhà thờ Mằng Lăng. Đây là một công trình nhà thờ kiến trúc cổ được người Pháp đã xây dựng và để lại. Và đặc biệt trong nhà thờ Mằng Lăng này có những dấu ấn lưu lại sự hình thành chữ viết của người Việt chúng ta. Đó chính là bộ sách đầu tiên để lưu lại chữ quốc ngữ Việt Nam. Thưa quý vị, đến vùng đất Phú Yên, đây là một vùng đất xưa kia cũng từng thuộc Vương quốc Champa. Và chúng ta thấy rằng những ngọn tháp Chăm như tháp Nhạn chắc chắn sẽ làm quý vị mê mẩn với vẻ đẹp duyên dáng. Thưa quý vị, vùng đất Phú Yên còn có rất nhiều thứ để khám phá. Đến với vùng đất Phú Yên, quý vị đừng quên thưởng thức những món ăn đặc sản của vùng đất Phú Yên. Nước mắm gạo đỏ thơm ngon, bò ọt nắng được làm từ những bàn tay của những người chị em phụ nữ chân chất giỏi giang duyên dáng của vùng đất Phú Yên chắc chắn sẽ làm quý vị mê mẩn đấy. Thưa quý vị, vùng đất Phú Yên còn có đó chính là vịnh Vũng Rô, còn có đó là biển Đại Lãnh, còn có đó là bãi Hưa bãi Xếp. Năm 2011, tỉnh Phú Yên đăng cai sự kiện năm du lịch quốc gia chủ đề biển đảo quê hương. Thưa quý vị, tôi xin mời tất cả quý vị hãy đến với vùng đất Phú Yên. Chỉ cần một giờ bay thôi, quý vị sẽ cảm nhận được tất cả vẻ đẹp của biển, của đất, của trời, tất cả hòa quyện cùng với văn hóa và con người Phú Yên. Phú Yên là một trong những nơi có vẻ đẹp hấp dẫn và ấn tượng, đang góp phần tạo nên những vẻ đẹp ấn tượng và bất tận cho du lịch Việt Nam. Xin chào bạn Trần Thanh Tú. Cảm ơn bạn đã cho tôi những cảm xúc để tôi có thể quyết định đi đến Phú Yên. Với điều kiện là bạn hãy cho tôi biết thêm một chi tiết nữa. Hãy bạn trả lời được thì tôi sẽ đi theo bạn về Phú Yên nha. Bạn ơi, bạn cho tôi biết là vùng đất Phú Yên mà bạn vừa mới nói đó có liên quan chi tiết nào đến những con tàu không số của đường Hồ Chí Minh trên biển? Cảm ơn bạn. Em xin cảm ơn câu hỏi của ban giám khảo. Kính thưa quý vị, trong công cuộc chiến đấu giành thổ dân tộc Việt Nam và đỉnh cao đó chính là công cuộc chiến đấu giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Và trải qua từ năm 1954 đến 1975 gian khổ, đó chính là một sự thể hiện được cái tinh thần chiến đấu quật cường của dân tộc Việt Nam. Và để góp phần trong những thắng lợi đó, đó chính là sự chi viện sức người sức của từ miền Bắc ra miền Nam. Nếu như chúng ta thấy có đường Hồ Chí Minh tuyến lửa là con đường Hồ Chí Minh trên cạn để chi viện tất cả những sức người sức của để đem đến góp phần thắng lợi đất nước chúng ta trong công cuộc giải phóng, thì ở trên biển có một con đường Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày 23 tháng 10 năm 1961. Đó chính là đường Hồ Chí Minh trên biển. Và đối với vùng đất Phú Yên, nơi đây có vịnh Vũng Rô, nơi đây là gắn liền với một cái điểm là đầu tiên tiếp nhận được những cái chuyến tàu đầu tiên để chi viện sức người sức của ra. Và quý vị thấy từ những cái vũ khí đạn dược, từ những cái lương thực và từ miền Bắc đã chi viện ra, đã góp phần để thắng lợi để ra cho dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên ở đó cũng có những câu chuyện vô cùng đau thương, đã ghi lại những cái đoàn tàu chi viện không thành công khi bị địch phát hiện. Các chiến sĩ đã hy sinh phải hủy diệt con tàu nhằm không đưa lương thực và đạn kích tế vào tay quân địch. Chúng ta có thể thấy đó chính là những giá trị hào hùng lịch sử mà vùng đất Phú Yên có thể lưu lại đó một điểm sáng, sáng loà. Và tôi cũng có thể khẳng định Phú Yên cũng là một trong những nơi mà góp phần giáo dục truyền thống yêu nước khi chúng ta đến với di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển tại tỉnh Vũng Rô. Xin cảm ơn. Xin mời quý vị hãy cùng đến với phần thi xử lý tình huống. Đâu, 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 ra đây, chỗ này tập hình đẹp nè. Ra đây chỗ này. Tên cướp mặc áo màu đen, đội nón và khoảng 20 tuổi. Anh Trần Vũ, anh hỗ trợ giúp em nha. Dạ. Anh gọi cho ai vậy? Dạ, em mới vừa gọi cho cảnh sát 113 đó anh. Bây giờ mình... Anh ơi, cô em đây, chúng ta có mấy bạn giờ anh mới xử lý sao đây? Mấy bạn bình tĩnh,
cái điện thoại của ảnh là điện thoại iPhone 6 lớn, ảnh mới mua. Ảnh rất là xấu, các bạn có bình tĩnh nha. Nhưng mà cô không quen sao? À, sao? Quen kẻ giờ rồi, sáng giờ tụi em mới đi đâu không nhớ hả? Không, giờ ý của em là sao? Em không quen em chứ. Ok, đợi chút xíu mà, người ta mới được điện thoại để thông cảm, cảm iPhone 6 lớn. Bây giờ từ từ anh đọc, anh còn nhớ số điện thoại của mình không? Giờ tôi còn nhớ tôi là ai, anh hỏi số điện thoại tôi. Rồi ok, bình tĩnh, nói chung bây giờ tôi chia sẻ với anh như thế này. Nói chung bây giờ là của đi thay người. Bây giờ á, đợi tôi tí xíu để tôi nói chuyện với bạn này xong nha. Anh ơi, bây giờ là giấy rồi, tôi quen rồi. Alo. Anh ơi, hồi nãy mới vừa cách đây luôn. Dạ, có mặt màu đen. Bây giờ phải đến phường Bến Thành hả anh để trình báo hả? Ok, dạ em sẽ dẫn cái bạn em tới liền. Mấy bạn, bây giờ mình như thế này, mấy bạn ngồi vô trong quán uống nước đợi Tú khoảng 15 phút. Quán cần hay lên coffee đằng kia, chút xíu tôi trả tiền cho. Vô đó ngồi uống nước, Tú sẽ dẫn anh này qua bên phường Bến Thành báo. Tại vì cái sự việc này là bị mất tài sản mình khai báo, để không phải là mình không khai báo cho những người khác nữa, để một khi tên cướp nó còn lãng vãng, cái này rất là nguy hiểm. Mấy bạn đi vô trong quán uống nước thì mình nha. Và chúng ta phải giải quyết tài sản là chúng ta phải đến với công an trình báo ngay vụ việc để nhằm giúp khắp chúng ta, và hy vọng trong mong manh chúng ta có thể giúp khắp. Và với tất cả những cái sự nhiệt tình của mình, tôi tin chắc du khách sẽ hài lòng với cách xử lý của tôi. Quý vị có đồng ý không? Đúng không? Coi tôi không có mặt ở đây vậy. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Không gian thật nhẹ nhàng và cuộc sống như đó lắng động lại, quý vị quên hết tất cả những mệt mỏi và công việc trong cuộc sống. Tôi tin chắc là như vậy. Thưa quý vị, đến tới Cần Giờ, còn sau cái nguồn lợi của vườn quốc gia Cần Giờ, quý vị có thể thấy đó chính là khu căn cứ chiến khu Rừng Sát. Thưa quý vị, nơi đây đó là nơi chiến đấu ngoan cường của các chiến sĩ cách mạng đặc công Rừng Sát của trung đoàn 10. Các anh chiến sĩ đặc công Rừng Sát đã quyết tâm bám giữ vùng rừng Cần Giờ một tấc không đi, một ly không rời, để góp vào những trận thắng vô cùng vẻ vang trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Đó chính là những trận đốt hoa xăng Nhà Bè, hay là những trận đốt tàu trọng tải lớn, làm cho địch phải kinh hồn khiếp vía. Thưa quý vị, đến với vùng đất Cần Giờ, đến với chiến khu Rừng Sát, quý vị có thể thấy được những sự hy sinh mất mát của rất nhiều những chiến sĩ để tâm hồn chúng ta lắng động lại. Và tôi tin chắc rằng không có một bài học nào, không có một trường lớp nào giáo dục được tinh thần chiến đấu với nước của bọn Pháp khi chúng ta đến với tham quan chiến khu Rừng Sát. Thưa quý vị, huyện Cần Giờ chúng ta còn có một nơi rất là đặc biệt, đó chính là dinh ông Nam Hải. Nơi đây có một xương cá voi 12 mét, là một xương cá voi lớn nhất ở vùng Đông Nam Bộ. Đến đây vào dịp rằm tháng 8 âm lịch, quý vị có thể hòa mình vào cái không gian thật sôi nổi của lễ hội dinh ông để cảm nhận màu sắc và ý nghĩa. Cần Giờ còn có những món hải sản vô cùng thơm ngon và hấp dẫn, quý vị có thể tắm biển với làn nước biển thật là trong mát, và quý vị có thể thấy được Cần Giờ là vùng đất có nhiều giá trị cảnh quan. Rừng ngập mặn Cần Giờ đã được công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới. Cần Giờ là miếng ngọc sáng của du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời quý vị hãy đến đây để cảm nhận về đây. Ở đây đẹp rất là vĩ đại. Nhưng nhìn kỹ vào trong đó tổng thể thì cái công trình này được thiết kế tổng thể là theo hình chữ tam. Và theo hình chữ tam đây là một cái mô típ kiến trúc của phương Đông. Ngoài ra thì từng chi tiết thì đều có những cái ý nghĩa mang những chất của phương Đông. Ví dụ như quý vị có thể thấy được hình ảnh đây, những cái phần phía trước có những cái hình ảnh của những cái thanh trụ bê tông thẳng đứng xuống mềm mại giống như những cái đốt trúc. Đó chính là một city tour thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta được mệnh danh là
hành động tổ quốc, thành phố anh hùng. Và từ xa xưa, thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn được mệnh danh là hòn ngọc Biển Đông. Nơi đây có rất nhiều những điểm vô cùng độc đáo và ấn tượng. Thành tố sẽ được mời quý vị cùng đi một vòng để khám phá những công trình kiến trúc độc đáo và hấp dẫn của vùng đất Sài Gòn chúng ta. Điểm đầu tiên thành tố sẽ được hướng dẫn quý vị đi tham quan, đây là một trong những di tích quốc gia đặc biệt của Việt Nam chúng ta, đó chính là Bến Nhà Rồng. Nơi đây là gắn liền với sự kiện lịch sử ngày 5 tháng 6 năm 1911, Bác Hồ đã ra đi tiếp ngự của nước sau 30 năm bôn ba ở khắp năm châu bốn bể, và đã quay trở về trực tiếp chỉ đạo cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam để đem đến những thắng lợi vẻ vang từ năm 1945. Thưa quý vị, tạm biệt Bến Nhà Rồng. Nếu như Bến Nhà Rồng là một sự kiện mở ra kể trang sử chiến đấu hào hùng của dân tộc, thì trở với dân độc lập, nơi đây đã khép lại một lịch trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam trong công cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam. Nơi đây, ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ giải phóng của dân tộc Việt Nam đã tung bay trên nóc dinh độc lập, đã khẳng định một đất nước chúng ta đã hoàn toàn độc lập tự chủ, hai miền đã thống nhất và non sông đã thu về một mối. Thưa quý vị, tạm biệt Bến Nhà Rồng, tạm biệt dinh độc lập, chiến tranh đau thương đã lùi xa. Tôi xin được mời quý vị hãy nhìn ngắm một hình ảnh của một Sài Gòn vô cùng năng động và phát triển, đó chính là biểu tượng của Sài Gòn, biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh, chợ Bến Thành. Chợ Bến Thành ngày đêm tấp nập với những lưu lượng hàng hóa và những sản phẩm của vùng Nam Bộ chắc chắn sẽ làm du khách khắp năm châu bốn bể cảm thấy ấn tượng với chợ Bến Thành. Một nét duyên dáng lạ kỳ, chợ Bến Thành cũng là một ngôi chợ cổ kính được xây dựng vào năm 1914. Thưa quý vị, xuôi về khu vực quận 5 của thành phố Hồ Chí Minh, thành phố xin được mời quý vị tham quan một ngôi chợ khác nữa của thành phố Hồ Chí Minh chúng ta, đó chính là chợ Bình Tây. Chợ Bình Tây mà dân Sài Gòn gọi một cái từ rất là thân thương, đó chính là chợ lớn. Nơi đây là một ngôi chợ của người Hoa, và nơi đây có rất là nhiều những sản phẩm đa dạng và phong phú, làm cho du khách mê mẩn và có thể mua sắm thỏa thích ở khu vực chợ Bình Tây. Thưa quý vị, trở về với trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh, thành phố xin được mời quý vị tham quan một công trình kiến trúc được xây dựng vào năm 1880, đó chính là nhà thờ Đức Bà. Đây là một biểu tượng của Sài Gòn khác nữa, hình ảnh của nhà thờ Đức Bà cổ kính và duyên dáng. Đây là một công trình kiến trúc nằm giữa lòng thành phố năng động và hiện đại, tạo thành cho thành phố của chúng ta một cái nét duyên dáng rất là kỳ. Thưa quý vị, ngoài ra còn có những công trình khác nữa như chùa Giác Lâm, chùa Vĩnh Nghiêm cũng là một trong những điểm tham quan phục vụ rất nhiều khách du lịch, là những công trình tôn giáo thật sự ý nghĩa của vùng đất Sài Gòn. Thưa quý vị, tôi xin được mời quý vị nếu có thời gian hãy khám phá một vòng vùng đất Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh chúng ta. Nơi đó còn có rất nhiều điểm tham quan hấp dẫn khác nữa, như đó chính là khu căn cứ chiến khu Rừng Sát, khu căn cứ Rắn Hay Bò Cò hay địa đạo Củ Chi, đều là những địa chỉ đó đã tạo nên thành phố Hồ Chí Minh chúng ta là một thành phố anh hùng. Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta chắc chắn sẽ trở thành một hòn ngọc Biển Đông đẹp hơn nữa, rực rỡ hơn nữa, góp phần vào sự phát triển của du lịch Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh đã góp phần tạo nên vẻ đẹp bất tận của Việt Nam.